Mình cứu nó đi. Nó bé rồi, nó bé đấy. Ở trong này một đông người đây. Tao ngó rồi, bọn nó đang đi ăn cơm hay gì rồi. Đi ăn cơm cái gì, anh Nguyên đang về lấy sao. Tao kiểu anh. Mày nói bé bé rồi. Này, nói bé bé cái gì. Nếu mày nhát ý, thì để tao đi một mình. Không phải là em nhát, nhưng mà em đợi anh Nguyên đến. Không tí anh Nguyên trách anh em mình đi cứu lỡ anh em mình bị bắt thì sao. Bây giờ là cơ hội. Nếu mà cứu được phát, anh em mình về quê luôn, không phải ở đây nữa. Vấn đề là anh lỡ mình bị bắt thì sao. Anh sao anh không suy nghĩ đến cái việc đây. Mày đi về đi, để tao em không đi. Về đi thì đi, cùng đi luôn. Mày từ từ. Cấm cái gì đi thì không vào, thì không có đánh em chết à. Mày cầm cái gì đi nó vướng. Kìa. Đấy, nó bịt mặt trăng kìa. Đang bị đứng nắng. Sẽ đi vào trôi, mình cứu nó đi. Nó bé rồi, nó bé. Anh tìm cách giải quyết với anh Nguyên đi, tí Nguyên đến đây. Chết rồi, giờ nó đổi địa điểm rồi. Giờ tìm bằng trời nhá. Bảo không nghe, bảo đợi Nguyên đi đi. Cứ thích đi một mình ngang. Quả đấy mà mày nhanh hơn tí nữa thì kéo cái trang về, giờ anh em mình ok rồi. Nó đau chân, anh thấy nó đi nhắc đây à. Thì tao biết được nó đau chân à. Bảo rồi từ từ để chết Nguyên rồi. Đi. Học kế hoạch rồi. Tầm này tí nó lên nó đánh con trang mà xem. Bây giờ anh Nguyên cầm đồ lên thì cũng nó chuyển mẹ địa điểm rồi, nó biết rồi. Tí Nguyên anh chửi anh mà xem. Ôi không nghe, cứ ngang. Tôi tốn máu trước đi, không tí nó đến nó đánh tiếp đây. Anh em thốn đi, thốn đi. Tôi cho đàn em ra rồi. Con ơi, em đi. Nguyên đến nhà anh ra rồi, chuyển với Nguyên này. Nhà có mỗi con dao thôi. Mà dao ở nhà là cái gì nữa? Hả? Lấy dao làm gì? Thì bây giờ thì ra đi cứu người, mày thằng ngu. Cái ngu ấy. Cứu ai mà cứu? Mà cầm dao đi, cứu ai? Còn đâu đâu mà cứu? Cứu Trang đây. Trang đâu? Anh Thuận vừa lên trên kìa. Xong rồi chờ nó bắt Trang à, chuyển địa điểm mới rồi. Thằng Thuận, mày vừa lên trên kia cứu Trang à? Chả thế. Em làm liều. Nó bắt lại, nó đòn đến em bông xăng. Một mình mới lên. Em với thằng A Mù với lại thằng Việt. Mà thằng A Mù đi theo. Mà thằng A Mù này mày lên làm gì? Hả? Bảo mày lên làm gì? Anh Thuận bảo đấy. Em gọi nó xuống. Ê, tao chịu mày rồi. Đấy, tao chịu mày rồi. Thế bây giờ? Bây giờ chúng mày làm như thế thì cứu người kiểu gì? Tại thằng này nó kéo cái trang chậm. Bây giờ không có nhiều nữa, không cái nhiều nữa. Tao mày, bốn anh em mình. Hôm nay bỏ cam xuống, cầm cậy, cầm hết tổ lên. Ôi anh cầm tổ lên. Nó có bom xăng. Nó có bom xăng. Vừa đây là ném bom xăng. Bom xăng à? Chả thế. Nó được cái bình nước gì trắng trắng ấy. Nó lăn em tưởng là cái bình nước. Tí nó nổ luôn, em làm việc không chạy nhanh thì chết. Mà cái bọn này nó có cả bom xăng à. Nó thừa chế được canh nhà. Chết giờ. Trang bắt lại rồi. Tất quán cả này là tại anh còn nói gì nữa. Quán này nó chuẩn bị điểm thôi anh ạ. Thôi bây giờ như này. Bây giờ chúng mày vừa lên rồi, chúng mày ở đây lâu chưa? Vừa mới trốn trong này này. Bây giờ như này nhá. Anh em mình không còn thời gian ở đây nói chuyện nữa. Đi về ngay, đi về xong rồi tìm phương án giải quyết khác. Đi. Đi về. Về nhanh lên. Nhanh về đi. Nó xuống bây giờ. Bao năm qua ta đã có nhau, tình anh em mãi không nhạt phai. Dù cho bao khó khăn, tình anh em mãi luôn bền vững. Nhiều khi nóng tính khiến anh hờn. Tao nghĩ là chúng nó không đuổi đâu. Về đây là an toàn. An toàn thì gì biết đâu được. Thằng đấy cũng là đàn em mà nó sao mà nó đuổi mình. Chả thế. Đàn em nó hết. Thì đã vào cái thung lũng đấy thì chỉ có người nhà nó thôi. Đàn em mày ngu bỏ mẹ được.
ngu lắm chưa được. Em biết cái ngu của mình rồi. Tao nói rồi, cái em, gì thì cái. Em đã bảo là đời cũng người bình tĩnh, cứ thích lên một mình. Em thấy bọn nó kiểu chia rẽ ra, bọn đi ăn cơm cái thứ ấy. Nhưng mà Chí Đại nó đứng đây nó canh. Đâu nào mình ta nói về này. Cái con Chí Đại ấy, nó ấy, thổ dạng danh ma luôn, không phải đơn giản đâu. Địa hình ở đây nó quen rồi, với lại nó bọn nó kiểu đánh hơi được sao. Mẹ, cái thằng tóc mà nhuộm nhuộm ấy, nó đuổi tao dài vãi đấy. Mày cái thằng già nó đuổi em như mà cho mình mà không bị bắt là cũng được rồi. Giờ tính thế thôi, mà nó nhốt cái Trang ở ngoài nắng thế thường vẽ đai. Bây giờ à, không biết làm sao được. Bây giờ mệt lắm rồi. Khả năng mình như này, mày xem ấy, mày ứng tiền ông chủ mua khẩu súng bắn đi. Anh ơi, bây giờ bọn nó bắn mình thì nó còn có thế lực nó bao che được, cho anh em mình mà bắn nó chết ấy, đi tù. Thế anh em mình lại đi tù. Thế nó lại càng đút tiền cho công an, anh em mình càng chết. Không cách nào rồi. Thôi bây giờ chắc em phải về Hải Phòng thôi. Cái gì? Chứ ở đây em thấy không ổn đâu. Bố mẹ em ở nhà chứ đâu phải một mình em ở đây đâu. Thế bây giờ mày thấy khó mày bỏ à? Mày bỏ anh à? Không phải là em bỏ, nhưng mà vấn đề là giờ đông người như thế, anh cũng phải lo cuộc sống cho anh, cứ lo nó làm gì. Thế anh em mình cố cứu cái Trang rồi anh em mình mới về. Vấn đề là cứu biết cứu đến bao giờ? Hay là cứu hôm nay thì ngày mai chết? Biết đâu được. Mà nó ném cả bom xăng cơ mà. Thì thấy. Mày cố gắng của anh cái. Em biết là cố gắng, nhưng mà vấn đề là giờ biết đâu lỡ mà anh em mình có chuyện gì, tiền thì không có, ở đây không có bệnh viện, tức lỡ vì nó đánh chết thì sao? Ai cứu mình? Pháp luật ở đây nó chết thì nó cho chết luôn. Thế tại sao hôm nọ mình ngồi uống rượu mày bảo là anh em có chết cùng hưởng họa cùng cái gì cũng chưa mà? Nhưng mà vấn đề là giờ em bảo là không phải là một mình em về, nhưng mà ba anh em mình cùng về luôn. Bây tao nói này, cái Trang ấy thì nó cũng là người yêu cũ của tao, mà tao vẫn còn tình cảm với nó. Thế sao hôm trước anh không đồng ý yêu luôn đi? Mày phải hiểu là khi, một khi đã hết yêu ấy thì nói chung là chỉ còn tình cảm thôi. Mà chính vì thằng Thuận nên là cái Trang nó bị bắt. Mà thằng Thuận nói nhá, đây không phải việc của, nói chung là không phải việc của tao. Cái Trang ấy nó tự trả thù tao, nó tự yêu mày, tao không hề biết nhá. Còn là đây là vì mày. Vừa nãy lên làm gì? Lúc đầu anh vì cái Trang thì em ở đây vì anh, vì cái Trang. Thế bây giờ anh mà vì em. Thế thôi. Thế thôi, thằng kia mày muốn về thì mày thật mày nhát chết. Không phải là em nhát chết, nhưng mà tao vấn đề này, em về cùng với anh thế em nhưng về. Cái lúc mà uống rượu uống với nhau như thế nào? Mày nói là vui à? Mày nói hay nhỉ? Nhưng mà vấn đề là em muốn đảm bảo ba tính mạng của anh em mình về an toàn thì thế em muốn về Trang luôn. Thì sao? Trang thì nó dân ở đây, chắc nó hù anh em mình thôi. Biết đâu nó làm một cái bẫy gì đấy. Anh em mình biết sao được. Mày muốn về thì mày cứ về nhá. Còn tao ở đây tao cứu cái Trang bằng được. Thế thôi em Vinh Nguyên về. Tao không về. Đấy, mày ở đấy bên Thuận. Mày nên nhớ một thời ở Hải Phòng, cái Trang nó cũng ở với anh Nguyên, và mày cũng ở đấy cùng nó. Và anh Nguyên không còn tình thì có phải còn nghĩa, mày hiểu chưa? Và tao cũng thế, dù gì trước cũng ở với nhau. Mày đâu ơi, mày muốn về thì mày về đi. Bực mình.